mọi người, mình là Mỹ Uyên. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mr. Zero. Đọ những siêu phẩm bàn thắng của Messi và Ronaldo. Tháng 5 năm 2020 đánh dấu tròn 15 năm Messi bước vào thế giới bóng đá và lập vô số kỷ lục, được tán tụng là cầu thủ huyền thoại. Trước Messi vài năm, Cristiano Ronaldo cũng xuất thế, biến kỷ nguyên 2010 là cuộc đua danh vọng riêng của anh ta và Messi. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có thể là hai siêu sao giỏi nhất thế giới chỉ vì họ hiện diện trong một thế giới bóng đá hoàn toàn khác so với quá khứ vàng son. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. During the winter break. Nếu nói về sự ổn định, duy trì phong độ đỉnh cao trong một thời gian dài hàng chục năm trên sân cỏ thì chỉ có Messi và Ronaldo. Tài năng của họ đã kéo theo những cuộc tranh luận không dứt về việc ai là người xuất sắc nhất. Và chắc chắn mọi sự so sánh về hai ngôi sao này đều khập khiễng. Bởi tài năng thiên bẩm hay khổ luyện thành tài, bằng cách này hay cách khác, thì có một điều không thể bàn cãi là hai huyền thoại sân cỏ này có tầm ảnh hưởng đến nền bóng đá đương đại. Họ không chỉ là cá nhân xuất chúng thay đổi lịch sử cả một đội bóng, mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển chung của nền bóng đá thế giới. Ngay bây giờ, hãy cùng chiêm ngưỡng lại những siêu phẩm bàn thắng của Messi và Ronaldo để thấy được bạn may mắn như thế nào khi còn được chứng kiến hai siêu sao bóng đá này thi đấu trên sân cỏ. Phút 30 trận lượt đi giữa Real và MU trong khuôn khổ vòng Knockout Champions League 2012-2013. Ronaldo sau khi nhận đường chuyền của Di Maria đã bật cao kinh hoàng và đánh đầu tung lưới De Gea. Người theo kèm CR7 lúc đó là Evra đã chôn chân, ngước mắt nhìn với lên. Đành rằng Evra không có thể hình cao to, nhưng nếu thay Evra bằng Ferdinand hay Ivan Smalling thì cũng chưa chắc ngăn cản nổi CR7. Tuy nhiên trước đó, Messi đã từng có siêu phẩm đánh đầu vào lưới đối thủ Man United này. Đó là bàn thắng trong trận chung kết Champions League 2008-2009. Sau quả tạt của Xavi, ngôi sao người Argentina bay người đánh đầu làm bó tay thủ môn Edwin van der Sar, ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca trước Quỷ Đỏ. Và đây cũng là bàn thắng được siêu sao xứ Tango chọn là bàn thắng yêu thích nhất trong sự nghiệp của anh. Trận lượt đi tranh siêu cúp Tây Ban Nha giữa hai câu lạc bộ Barcelona và Real Madrid đã diễn ra theo kịch bản kịch tính cao độ. Trong đó, có một tình huống khiến người hâm mộ không thể không hò reo tên của Ronaldo. Cụ thể, phút 80, trong một pha phản công của đội nhà, siêu sao sinh năm 1985 đã có một cú ngoặt bóng đầy kỹ thuật loại bỏ Piqué trước khi tung cú sút Mulemá đẹp mắt đánh bại Ter Stegen, đem về bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 cho Real Madrid. CR7 đã lập tức cởi áo ăn mừng siêu phẩm này và hiển nhiên anh phải nhận một thẻ vàng. Trong trận đấu giữa Argentina và Nigeria tại World Cup 2018, Messi đã lập một siêu phẩm. Phút thứ 14, MU nhận bóng rồi có pha khống chế gọn gàng, xử lý chân trái kỹ thuật và tung ra pha dứt điểm đẳng cấp mở tỷ số trong trận đấu. Bàn thắng này không chỉ giúp Messi tìm lại sự thanh thoát trong lối chơi mà còn góp phần quan trọng giúp Argentina đoạt vé vào chơi vòng 1/8. All the same, all you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm sad to say I'm sorry, so lie, pretend that you're okay.
my feet and forced me down a dead end street when all I had went up in flames. Đây có lẽ là cú đá phạt tốt nhất mà Ronaldo từng thực hiện trong sự nghiệp. Từ cự ly khoảng 25m, ngôi sao người Bồ Đào Nha tung cú nã đại bác khiến thủ thành David James chỉ còn biết đứng như trời trồng ở trận đấu giữa Bournemouth và MU mùa giải 2007-2008. Bàn thắng theo kiểu sụt bóng này đã đưa Ronaldo ngồi ngang hàng với những bậc thầy sút phạt của thế giới như Roberto Carlos, David Beckham. Keep trying for one day. Whoa, I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. Tại Benito Villamarín, đêm 18 tháng 3 năm 2019, Messi đã lập hat-trick vào lưới Real Betis. Tuy nhiên, ở bàn thắng thứ 3, có một cảnh tượng hiếm thấy trong thế giới bóng đá đã xuất hiện. Đó là những cổ động viên đội chủ nhà đứng bật dậy vỗ tay tán thưởng và hô vang tên Messi. Đây chính là siêu phẩm bàn thắng ấy. Nhân đường chuyền của Rakitic, Leo ngay lập tức thực hiện cú dứt điểm một chạm tinh tế từ sát vạch 16m50. Quả bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo và hoàn toàn không có cơ hội nào cho thủ môn Paul Lopez. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. What's right. The world is dead, but we stay. Cause we are born as living fire. Phút 90, cuộc đối đầu giữa Argentina và Iran tại vòng bảng World Cup 2014. Xuất phát từ ngoài vòng cấm, hơi chết bên phải, Messi rê một đoạn ngắn để tìm khoảng trống, rồi bất ngờ thực hiện cú cứa lòng chân trái. Bóng đi không quá căng, nhưng đủ hiểm để lượn vào phía xa cầu môn. We surrounded by the
Trong sự nghiệp, siêu sao người Bồ Đào Nha có lẽ không bao giờ quên giây phút anh viết lại lịch sử khi giúp MU trở thành đội bóng Vương quốc Anh đầu tiên giành chiến thắng trên đất Bồ Đào Nha. Ronaldo làm điều đó bằng khoảnh khắc thiên tài với cú nã đại bác từ cự ly 36m vào lưới Porto, chính là khoảnh khắc ấy. Đó là bàn thắng đẹp nhất tôi từng ghi, một cú sút tuyệt diệu và tôi rất nóng lòng được xem lại nó. Unknown brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Cho tới nay, nói về khả năng đá phạt hàng rào thì khó ai có thể qua mặt Leo. Và chắc chắn, người hâm mộ không thể nào nhớ hết những bàn thắng của siêu sao người Argentina thực hiện trên chấm đá phạt. Vừa rồi là những siêu phẩm bàn thắng của Messi và Ronaldo, hai ngôi sao hàng đầu của làng túc cầu thế giới. Bạn ấn tượng với pha làm bàn nào nhất? Nhớ chia sẻ ý kiến vào phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.